Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hiện tại thì em đang có mặt tại chợ hoa đường Hoàng Văn Thụ ạ. À, hôm nay thì đường Hoàng Thụ đã bắt đầu dọn, có một số lô mai đã dọn lên đó cô chú anh chị. Nhưng mà một ngày khá là đặc biệt ạ. Mưa từ sáng tới chiều không thấy mặt trời luôn quý cô chú anh chị ha. Thì hiện tại thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình cái lô mai Tết cũng vừa mới dọn lên hôm nay. Sau một cơn mưa rất là lớn kéo dài từ sáng tới chiều thì ở các bạn bên đây thì đang chuẩn bị dựng cái che một cái miếng bạt để mà che mưa. Dạ, đây là cây cầu của đường Hoàng Văn Thụ ấy cô chú anh chị. Do tiếng mưa với lại tiếng xe hơi ồn cho nên là em đã tắt đi cái phần tiếng ồn ha cô chú anh chị, mình đỡ nghe nó đỡ khó chịu hơn xíu à. Hôm nay là 19 âm lịch nhưng mà thời tiết thì rất là xấu. Mưa là từ sáng tới chiều luôn ha cô chú. Vừa rồi là vừa dứt được một cơn mưa rất là lớn luôn. Thì các bạn sinh viên bên kia dầm mưa để có thể sắp xếp xuống được cái lô mai này. Cũng như là bây giờ thì tạm ổn rồi. Các bạn dựng một cái miếng bạt để che mưa và ngủ lại tối nay à. Anh dạ thì hiện tại thì em cũng do thời tiết nên là hiện tại em đang bị nghẹt mũi á, nên là nghe tiếng em nó hơi khó nghe xíu, cô chú anh chị mình thông cảm giùm em ha. Hiện tại thì thời điểm này trời vẫn còn đang mưa râm râm, bầu trời thì vẫn còn tối thui luôn à. Địa điểm hiện tại em đang đứng là ở đầu đường của Hoàng Văn Thụ á, ngay cầu Sáng Thỏi nha mấy cô chú anh chị, hướng về cầu Nhị Kiều ha. Dạ bây giờ thì em sẽ qua lô mai để chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha. Cả người các bạn này đều ướt hết luôn à, nhưng mà với cái tinh thần rất là vui ha. Đây cũng là năm đầu tiên em đi tác nghiệp mà ở ngoài chợ mai mà bị ướt như thế này. Các bạn này cũng là năm đầu tiên đi ra lô mai mà với một cái cơn mưa từ sáng tới chiều như vậy à. Dạ hiện tại thì em cũng do thời tiết nên em bị hơi nghẹt mũi xíu, có gì cô chú chị thông cảm giúp em ha. Hôm nay mới có 19 năm lịch thôi nhưng mà cái nút nụ của cây vạn phúc này đã lên chân xanh hết rồi, thọ hương cũng đã lên chân xanh hết rồi cô chú anh chị, không biết là có kịp Tết nữa không ạ. Tới nay thì các bạn sẽ thay phiên nhau ngủ giữ, cho nên là bây giờ mình phải dựng một cái trại để mà che mưa che nắng. Đây mình có cái máy quắn ha. Đa số là tất cả đều ở đây được là dòng cúc mai hết cô chú. Mai xoắn này cũng đã lên chân xanh mà nút nụ cũng khá là ok luôn à.
À, bây giờ mình sẽ vô cái lô mai tầm trung này thì cũng có đại lộc, cúc ba sáo với lại cúc thọ hương. Có một số cây mai đại lộc mà mình ghép gốc tứ quý. Dạ, hôm nay thì do trời mưa nên là em chỉ quay sơ cái không khí cũng như là chia sẻ một số giống mai cho cô chú anh chị mình biết trước ha. Hẹn cô chú mình ở những clip chia sẻ tiếp theo, em sẽ quay chi tiết cụ thể cũng như là báo giá cho cô chú anh chị mình một số cây à. À, cái này cây đại lộc ghép với phôi tứ quý. À. Này, này thì cúc thọ hương nha cô chú. Đã lên chân xanh hết trơn luôn ạ. Thành phố Cần Thơ mình liên tục mà 3 ngày nay là do ảnh hưởng của bão cho nên là trời thì không có nắng nhưng mà mưa lâm râm suốt, nhưng mà đặc biệt hôm nay thì lại mưa lớn hơn ha. Mưa hôm nay mưa lớn hơn mà từ sáng tới chiều luôn. Các bạn rất là vui, mặc dù là ướt đồ ướt tóc hết trơn nhưng mà các bạn rất là vui. Đó. Thì hiện tại thì các bạn đang sắp xếp lại cũng như là chuẩn bị che cái chạy để tối nay không bị mưa nữa rất là vui ha. Cái bạn nam này là ướt nhẹp luôn á cô chú nhỉ, nhưng mà lúc nào cũng cười hết trơn. Các bạn chia sẻ đây là cái năm đầu tiên các bạn ra ngoài đường mà làm những cái việc này nhưng mà bị mưa ướt như thế này. Là năm đầu tiên mà ra chợ Tết mà bị ướt hết cả người cả ngày, hôm nay là mưa suốt. Ở đây thì một số hai cây mini. Trong này thì cũng khá là nhiều loại giống luôn à. Đa số là những dòng cúc ba sáo, quý phi, hoàng huyết long, ba dạo tự xoắn. Đa số là những dòng cúc. Giá dao động từ khoảng 150, 100, 150.
Dạ, bây giờ thì em sẽ đi một vòng cái hộ sáng thỏi cho cô chú anh chị mình ha. Dạ, cái này là đồ hay còn gọi là đồ Quỳnh Cương á cô chú. Thì ở đây cũng đang xuống một lô bông cúc. À, ở đây thì có lô mai. Dạ. Đó. Trời mưa cho nên là em không thấy chủ đâu hết trơn. Rồi đây thì đang đang vận chuyển một cái lô cúc ha. Đó. Để em tấp xe vào lề. Rồi em quay cho cô chú chị mình xem nha. À, đây thì là cái lô bông cúc vừa mới xuống lô cũng như là đang sắp xếp lại nha. Hẹn cô chú anh chị ở những clip gần nhất thì em sẽ đến đây chia sẻ cụ thể chi tiết cũng như là hỏi giá cho cô chú anh chị mình xem ha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình. Dạ, đang mưa lớn, bắt đầu mưa lớn rồi cô chú ơi. Rồi bây giờ em xin tạm ngừng clip tại đây luôn ạ. Có gì sai sót mong cô chú anh chị mình yêu thương bỏ qua giúp em ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ. Rồi mưa lớn rồi em phải tắt máy chạy về đây ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây cô chú anh chị nha.